Rồi Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lá gạch của Tuấn nha. Hôm nay Tuấn sẽ nói cho những anh em thợ mới biết nha, những cái lỗi mà anh em thợ mới thường hay mắc phải á. Thì đây, khi anh em mà đi xong cái đường chân này anh em, tất cả anh em đi xong cái đường chân rồi nó ngã hay không ngã gì á thì anh em cũng phải coi lại cái ron này nha. Khi anh em bắn lại cái viên mà anh em đi đường chân xong rồi, anh em làm coi lại cái ron, coi lại cái ron khi anh em dán cái viên đầu tiên thì anh em dán, anh em phải nhỏ lại cái bắn máy laser nhỏ lại mặt này một và mặt ngã ra ngã vô. Rồi khi anh em dán được thì anh em dán lên hai cục lên. Rồi cái viên tiếp theo thì anh em sẽ theo cái viên này, sẽ theo anh em chỉ để ý là cái mặt này thôi, chỉ để ý cái mặt đứng thôi, tại vì hai cái viên này á là anh em lên ba viên này là nó đã chuẩn rồi. Ở chuẩn rồi cái gì anh em chỉ theo cái viên này, theo cái viên này là anh em chỉ nhìn nhìn cái đường đứng thôi. Anh em coi cái ngã tư á, coi ngã tư mà ok á, nó ngay ngã tư hết rồi phải không, thì anh em chim cái rô trên đầu ốp xong á, chim cái rô trên đầu. Nếu mà vừa hai cái viên này á mà nó vừa cái rô của mình á là nó sẽ ok đó. Thì anh em chỉ đóng viên này thẳng lên, rồi viên này anh em theo cái viên này rồi coi cái đường rô đứng, và anh em chỉnh chế, cái cách chỉnh chế rất là quan trọng nha anh em. Rồi cái lỗi tiếp theo á thì anh em rất là hay mắc phải, thì cũng như viên này, thì cái viên này cũng như viên 600 đi, thì anh em viên này bên đây cắt đi, thì viên này em cắt, anh em dán cái bức bên đây trước này là nó sẽ thẳng được hai cái nách. Còn có nhiều anh em á thì cái bức này thì không dán trước, thì anh em cứ dán cái bức bên đây, rồi tới khi dán cái bức bên đây á, cái này nó ngã ra một xíu á thì em sẽ tề nó hở, nó xấu đó. Cái lỗi anh em thường gặp là như vậy. Thì tất cả cái mặt này là rất quan trọng nha anh em. Nếu mà anh em đề ba gầy cái đường chân xong đề ba viên đầu tiên á thì anh em nhớ lấy cái mặt này cho nó đứng lại, đóng cái viên đầu tiên này nè, đi hết được đường chân rồi đóng cái viên đầu tiên này nè, lấy cái viên này cho nó đứng từ trên đây xuống đây, nó đứng anh em đóng lên hai ba viên cho nó đứng nha. Rồi cái viên này anh em chỉ theo cái viên này thôi, và nhớ anh em phải nhỏ lại cái đường này và cái mặt ngã ra ngã vô nữa là đi lên nó sẽ đều cái ron mà nó sẽ thẳng cái nách thôi. Thì nó rất là quan trọng cái điều này. Thì tại vì cái viên này á anh em lên á thì anh em cứ cái viên này nó đứng rồi, nó ok rồi, thì anh em cứ theo chim hai cái ron rồi đi lên thôi thì đã nó đứng cái đường này rồi. Còn cái mặt ngã ra ngã vô á thì anh em để cái máy là về cái mé này mỏng mép càng tốt nha anh em, mỏng mép càng tốt nha. Rồi anh em đóng lên và nó sẽ có hai cái đường thẳng luôn, một cái đường thẳng ngã ra ngã vô và một cái nách của mình chừa lại 1,5 phân đặng mình nhét vô là nó sẽ có cái nách. Khi anh em dán cái bức bên đây, dán cái bên trước bên đây đã có cái nách thẳng rồi, anh em đi cứ đi theo ra là ok. Còn cái thứ ba là khi anh em ốp mà khi nó vên cái góc này một chút, cũng như bốn góc đi, chúng quay là 1, 2, 3 và 4 góc, thì anh em đóng có khi chớp bên đây thụt vô thì cái đầu này nó sẽ bắn ra thì anh em dán thì nó sẽ cái tường nó sẽ đi ra hoài luôn, nó chớp miếng là nó đi ra hoài luôn rồi. Thì anh em cố gắng là sao á thì anh em làm cho nó bớt quên bớt chớp lại. Thì những cái video Tuấn hướng dẫn cho anh em á thì khi anh em ốp tường hay lát nền gì cũng vậy, thì anh em đừng có chim ron trước, thì anh em cứ để sát ron anh em chỉnh, đóng ốp chỉnh xong xuôi rồi thấy nó không còn quên chớp rồi anh em sẽ chim cái ron vô là nó sẽ giảm tối đa cái độ chớp nha. Đó thì anh em cứ đóng bức nào cũng vậy, bốn bức nào cũng vậy. Khi mà anh em gầy cái đường chân á thì cái viên này, khi gầy lên cái viên này là cái viên đầu tiên, thì anh em cứ bắn máy laser lại coi cái đường này, đường thẳng này và một cái đường này, đường ngã ra ngã vô là ok. Thì anh em cứ làm tới vậy đi, rồi cái viên này cái anh em theo, rồi qua bức này cũng vậy. Qua bức này thì anh em đây là đã có cái nách 1,5 của mình để sẵn rồi, anh em lấy cái viên gạch này anh em đi cặp theo cái nách này đi lên, thì cái viên này anh em theo cái viên gạch này anh em đi ra đóng, nó không chớp không quên là nó sẽ ok thôi, nó sẽ lên thôi. Khi anh em đóng cái bức bên đây á, rồi cái bức qua bên đây thì anh em theo cái nách này, cái viên này nó nhỏ quá anh em đừng lấy theo, thì anh em đóng đại cái viên này vô theo cái nách này phải không, rồi anh em lấy cái viên này lớn nè, rồi anh em nhỏ lại cái nách này, nhỏ lại cái đường đứng là cái viên nguyên, nhỏ là chỉ cần nhỏ lại cái đường đứng này, tại vì đường ngã ra ngã vô mình đã có cái nách này chỉnh rồi đó. Thì anh em chỉ chủ yếu là cái đường đứng này, nếu mà đường đứng mình chỉnh ok nữa, cái viên thứ hai mình chim ron bình thường là nó lên. Rồi viên qua viên kế tiếp thì anh em chỉ cần cứ theo cái viên này coi cái đường thẳng là ok. Chủ yếu anh em làm chỉ yếu là cái đường thẳng này là ok, nó đã đứng một viên rồi anh em chỉ coi cái đường thẳng này thôi, chứ anh em đừng có mà
để ron vô là không không biết cái cách chỉnh chế là chết đó. Thì quan trọng nhất là thợ á là phải biết cách chỉnh chế rất là quan trọng nha anh em. Rồi tôi sẽ bắt bấm cho anh em xem nha, là cái nắp của mình á lúc nào nó cũng phải thẳng, lúc nào nó cũng phải thẳng nha đó. Khi anh em làm y như cách của Tấn á, cái nắp của mình lúc nào cũng phải thẳng nè, anh em thấy không? Rồi tư vấn nghiệm thu vô nhìn cái nắp của mình như vậy là sẽ nghiệm thu thôi, người ta đi nghiệm thu bằng máy laser mà đó, anh thấy không? Cái đường đứng này, rồi đây nữa nè, anh thấy không? Đường nào nó thẳng thì có cái nắp này thì mình được hai cái đường thẳng rồi đó. Chứ anh em mà đừng đừng cái viên này nguyên mà anh em ốp cái viên, ốp cái tường bên đây trước rồi cái viên này nguyên cái vô anh em ngã ra đây một xíu thì nó sẽ cấm, anh em sẽ mài đó. Nó là như vậy đó. Anh em làm chủ yếu là biết cách chỉnh chế là tay nghề của mình lên rất là mau. Khi mà mình biết cách làm rồi á, biết cách chỉnh chế rồi á thì mình ốp tự động nó sẽ lên thôi, tự động nó sẽ nhanh lên thôi, chứ không có gì. Anh em mà còn mà anh em không biết cách chế, cách chỉnh chế thì anh em cứ để vô làm hoài nó cũng như vậy à. Nó là những cái lỗi này là tính nói cho những cái anh em nào mà mới á, thì những cái lỗi này anh em rất là thường hay mắc phải luôn, đa số luôn. À, khi người ta nhìn cái đường này anh em thấy không, người ta nhìn là cái đường này nó thẳng, nó thẳng, anh em thấy không, sẽ thẳng thẳng lên là ok thôi, thì nó đã sẽ đứng rồi đó. Nó mình đấm như vậy là ai nói được mình, thứ nhất là không bọt không quên và nắp đồ thẳng ke kiết đồ vô ok hết thì ai bắt mình được. Rồi khi anh em vượt qua được cái ải đó rồi anh em phải cần đóng cho nó nhanh nữa, nó lên tay thì anh em sẽ đóng nhanh lên, nhanh lên là mình anh em mới có ăn được. Rồi cái clip của tôi này tôi xin tạm dừng, xin cảm ơn các anh em đã quan tâm và theo dõi nha, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video kế tiếp của tôi nha. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều.